Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến từ phí sinh comment. Chúng ta kéo nó vào. Thì ở đây chúng ta sẽ gõ cái tiêu đề của cái widget này. Ví dụ tôi sẽ gõ giống y chang cái phần phía trên. Ở đây nó hiển thị cho chúng ta một con số. Con số này là các bạn muốn hiển thị bao nhiêu cái comment, có nghĩa là cái bình luận từ website của chúng ta. Và những cái bình luận này là những cái bình luận mới nhất. Ví dụ tôi chỉ muốn hiển thị hai cái thì tôi nhập vào con số 2 và sau đó tôi bấm save. Chúng ta hãy refresh ở phía ngoài. Thì các bạn thấy chúng ta có hai phần bình luận được hiển thị ở đây. Nếu chúng ta chỉnh giá trị này thành 5 và chúng ta bấm save. Chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Thì các bạn đã thấy nó hiển thị ra ba cái phần bình luận. Tại sao không phải là 5? Tại vì ở trên website này hiện tại chúng ta chỉ có 3 bình luận nên nó hiển thị hết 3 bình luận này ra. Nếu nó có nhiều hơn 5 bình luận thì nó cũng sẽ chỉ hiển thị 5 bình luận ở đây cho chúng ta mà thôi. Vậy là các bạn đã hiểu được phần recent comment. Chúng ta xóa nó đi. Tiếp đó là phần recent bot. Tiếp đó là phần recent post. Chúng ta kéo vào. Thì phần recent post này cũng tương tự như là phần recent comment. Thì phần recent post này cũng tương tự như phần recent comment. Nhưng có điều là nó sẽ hiển thị những cái tiêu đề của cái bài viết. Vậy thì tôi sẽ gõ vào cho nó một cái tiêu đề. Recent post. Và ở đây chúng ta để giá trị 5. Chúng ta bấm save. Chúng ta hãy refresh lại. Các bạn đã nhìn thấy nó hiển thị ra những cái bài viết. Các bạn nhìn thấy nó hiển thị ra 5 bài viết mới nhất của chúng ta. Nếu chúng ta check vào phần display post đây và chúng ta bấm save. Chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Thì nó hiển thị thêm cho chúng ta cái ngày mà cái bài viết này được gửi. Vậy là chúng ta đã hiểu được phần recent post. Tiếp đó là phần search. Thì phần search thì chúng ta cũng đã từng thấy ở phần trước. Bây giờ tôi sẽ kéo vào để các bạn thấy rõ hơn. Phần này chúng ta có thể phần này chúng ta điền vào title là tìm kiếm chẳng hạn. Và chúng ta bấm save. Chúng ta hãy refresh lại. Các bạn thấy nó hiển thị là tìm kiếm và dưới là một cái ô để chúng ta search những cái thông tin ở trong cái website này. Nếu chúng ta không có title và chúng ta bấm save. Chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Thì các bạn thấy nó sẽ bỏ đi cái phần title của chúng ta. Chúng ta bấm delete để xóa bỏ cái phần search ở trong widget. Tiếp đó là RSS.